Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Hoa Tạng Thế Giới thứ 5, Hán Bộ, quyển 8. Lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử, Hoa Tạng Thế Giới hải này được nghiêm tịnh là do Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Thuở xưa lúc tu hành Bồ Tát trải qua thế giới hải di trần số kiếp, trong mỗi kiếp gần gũi di trần số Phật, nơi mỗi Phật tu tập di trần số đại nguyện thanh tịnh. Chư Phật tử, Hoa Tạng Thế Giới trang nghiêm này có tu di sơn di trần số phong luân nhiếp trì. Phong luân dưới chót tên Bình Đẳng Trụ có thể nhiếp trì phong luân trên, trang nghiêm với vô số ngọn lửa báo sáng rực rỡ. Phong luân kế trên tên Xuất Sanh Chủng Chủng Bửu Trang Nghiêm có thể nhiếp trì từng trên tràng Mani Dương sáng rỡ. Phong luân kế trên tên Bửu Quay Đức có thể nhiếp trì từng trên vô số bửu linh. Phong luân kế trên tên Bình Đẳng Diệm có thể nhiếp trì từng trên Mani Dương sáng như mặt trời. Phong luân kế trên tên Chủng Chủng Phổ Trang Nghiêm có thể nhiếp trì từng trên dòng hoa sáng chói. Phong luân kế trên tên Phổ Thanh Tịnh có thể nhiếp trì từng trên tòa sư tử hoa báo chiếu sáng. Phong luân kế trên tên Thinh Biến Thập Phương có thể nhiếp trì từng trên tràng vô số châu dương. Phong luân kế trên tên Nhất Thiết Bửu Quang Minh có thể nhiếp trì từng trên cây báo vô số Mani Dương. Phong luân kế trên tên Tốc Tật Phổ Trì có thể nhiếp trì từng trên mây tu di tất cả hương mani. Phong luân kế trên tên Chủng Chủng Cung Điện Du Hành có thể nhiếp trì từng trên mây hương đài tất cả bửu sắc. Chư Phật tử lần lượt đến tu di sơn di trần số phong luân, trên hết tên Thù Thắng Quay Quang Tạng có thể nhiếp trì biển hương thủy Phổ Quang Mani Trang Nghiêm. Biển hương thủy này có liên quan lớn tên Chủng Chủng Quang Minh Ngụy Hương Tràng. Hoa Tạng Thế Giới hải trụ trong tràng đó, bốn phương bằng thẳng thanh tịnh kiên cố, kim cang luân sơn bao giáp dòng, những cây đất biển đều có khu vực sai khác. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay thần của Phật quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: Thế Tôn, thuở xưa nơi các cõi chỗ chư Phật ngự tu tịnh nghiệp nên được các thứ bửu quang minh. Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải từ bi rộng lớn khắp tất cả, xả thân vô lượng số di trần, do xưa diệu kiếp sức tu hành, nay thế giới này không cấu nhiễm, phóng đại quang minh trụ không gian, phong luân nhiếp trì không dao động, Phật Tạng Mani khắp nghiêm sức, nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh, khắp trải qua Pani diệu tạng, do đại nguyện lực trụ không gian, các thứ biển kiên cố trang nghiêm, mây sáng buổi văn khắp mười phương, trong Hoa Mani chúng Bồ Tát khắp đến mười phương sáng rực rỡ, lửa sáng thành dòng hoa đẹp tốt, pháp giới châu lưu khắp tất cả, trong tất cả báo phóng quang minh, quang minh đó chiếu khắp chúng sanh, cõi nước mười phương đều chiếu đến, khiến chúng khỏi khổ đến Bồ Đề. Trong báo Phật số đồng chúng sanh, từ chân long Phật hiện hóa thân, Phạm Dương Đế Thích chuyển luân dương, tất cả chúng sanh và chư Phật quá hiện quang minh khắp pháp giới. Quang minh diễn nói tên chư Phật, các thứ phương tiện hiện điều phục, ứng khắp lòng chúng không bỏ sót. Những di trần trong Hoa Tạng giới, trong mỗi mỗi trần thấy pháp giới, bửu quang hiện Phật như mây nhóm. Chư Phật như vậy cõi tự tại, nguyện lực quảng đại khắp pháp giới, trong tất cả kiếp độ chúng sanh, hạnh nguyện Phổ Hiền trí đều thành, tất cả trang nghiêm do đây có. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử, Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải này, đại luân di sơn ở trên liên hoa Nhật Châu Dương, chiên đàn Mani làm thân, quay đức bửu dương làm chót, diệu hương Mani làm luân, diệm tạng kim cang hiệp thành,
tất cả hương thủy chảy trong đó. Rừng bằng châu báu, hoa tốt đua nở, cỏ thơm trải đất, minh châu sen trang nghiêm, khắp nơi đầy những hoa thơm, châu mani làm lưới giăng trùm. Có thế giới hải di trần số sự trang nghiêm tốt đẹp như vậy. Lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: thế giới đại hải vô lượng biên, bửu luân thanh tịnh nhiều màu sắc, những sự trang nghiêm đều đẹp lạ. Đây do thần lực của Như Lai, mani bửu luân diệu hương luân, dẫn đến chân châu như đèn sáng, các thứ diệu bửu dùng trang nghiêm, thanh tịnh bửu luân chỗ an trụ, mani kiên cố dùng làm tạng, diêm phù đàn kim dùng trang sức, phóng quang phát sáng khắp mười phương, trong ngoài chói suốt đều thanh tịnh, kim cang mani hợp lại thành, lại rưới mani các diệu bửu, bửu đó đẹp lạ đều khác nhau, phóng quang thanh tịnh khắp tráng lệ, hương thủy chảy sen vô lượng sắc, rưới những bửu hoa và chiên đàn, hoa sen đua nở khắp mọi nơi, cỏ thơm trải đất hương ngào ngạt, vô lượng cây báo khắp trang nghiêm, hoa nở nhụy đơm màu sáng rỡ, y phục xinh đẹp ở trong đó, mây sáng bốn phương thường viên mãn, vô lượng vô biên đại Bồ Tát cầm lộng thắp hương đầy pháp giới, đều phát tất cả diệu thinh âm, chuyển chánh pháp luân của chư Phật, những cây mani bằng chất báo, mỗi chất báo đều phóng quang minh, tỳ lô giá na thanh tịnh thân hiện vào trong đó, đều khiến thấy trong những trang nghiêm hiện thân Phật, sắc tướng vô biên vô lượng số, qua đến mười phương khắp mọi nơi, quá độ chúng sanh cũng vô lượng, tất cả trang nghiêm vang tiếng diệu, diễn nói bổn nguyện của Như Lai, sát hải thanh tịnh khắp mười phương, thần lực của Phật khiến đầy khắp. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, trong đại luân di sơn nơi thế giới hải này, tất cả đại địa đều do kim cang hiệp thành, kiên cố trang nghiêm, chẳng thể hư hoại, bằng phẳng thanh tịnh, mani làm luân, các thứ báo làm tạng, những mani bửu xen lẫn trong đó, rải những mặt châu báu, hoa sen trải đất, hương tạng mani xen trong hoa, những đồ trang nghiêm đầy khắp như mây, tất cả sự trang nghiêm trong tất cả quốc độ của tam thế chư Phật đều hợp lại để nghiêm sức, mani diệu bửu làm lưới hiện tất cả cảnh giới của Như Lai, như lưới thiên đế giăng hàng trong đó. Chư Phật tử, đại địa của thế giới hải này có thế giới hải di trần số sự trang nghiêm như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng: đại địa bằng phẳng rất thanh tịnh, an trụ kiên cố không hư hoại, khắp chốn mani dùng trang nghiêm, trong đó có báo cùng xen lẫn, kim cang làm đất rất đáng thích, bửu luân bửu võng trang nghiêm đủ, hoa sen trải trên đều viên mãn, diệu y giăng trùm đều cùng khắp, thiên hoa anh lạc chuỗi ngọc báo trải giăng đầy đất trang nghiêm đẹp, chiên đàn mani rải khắp nơi đều phóng quang minh đẹp thanh tịnh, bửu hoa sáng chói phóng quang minh, tia sáng như mây chiếu tất cả, trải qua đẹp này và các báo trùm khắp mặt đất để nghiêm sức, mây dày giăng bủa khắp mười phương, quang minh quảng đại vô cùng tận, khắp đến mười phương tất cả cõi, diễn pháp cam lộ của Như Lai trong châu mani đều khắp hiện, đại nguyện của Phật vô biên kiếp, công hạnh thuở xưa của Như Lai trong châu báo này đều hiện đủ, những báo mani nơi đại địa tất cả quốc độ đều đến nhập, những quốc độ kia mỗi di trần tất cả quốc độ nhập trong đó, diệu bửu trang nghiêm qua tạng giới, Bồ Tát du hành khắp mười phương, diễn nói hoàng thệ của đại sĩ, đây là thần lực của đạo tràng, mani diệu bửu khắp trang nghiêm, phóng tịnh quang minh đủ sự đẹp, đầy khắp pháp giới, khắp hư không, Phật lực tự nhiên hiện như vậy. Những ai tu tập nguyện Phổ Hiền vào cảnh giới Phật bậc đại trí, biết được trong thế giới hải này như vậy tất cả sự thần biến. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, trong đại địa của thế giới hải này có mười bất khả thuyết Phật sắc di trần số hương thủy hải, tất cả diệu bửu trang nghiêm đáy biển, diệu hương mani trang nghiêm bờ biển, tỳ lô giá đa mani bửu dương dùng làm lưới, trong biển đầy những nước thơm đủ màu chói suốt, nhiều thứ hoa báo xoay văng trên mặt nước, bục mịn chiên đàn lóng đồng dưới nước, diễn ngôn âm của Phật phóng quang minh báo,
Vô Biên Bồ Tát cầm các thứ lòng hiện thần thông. Bao nhiêu sự trang nghiêm của tất cả thế giới đều hiện trong đó. Thềm bực bằng 10 chất báo liệt hàng khắp nơi, bao quanh bằng lan can 10 báo. Tứ thiên hạ với trận số châu báo trang nghiêm, Bạch Liên Hoa đua nở trong nước. Bất khả thuyết trăm ngàn ức Na Do Tha số tràng Thi La 10 báo. Hằng hà sa số tràng Y Linh lưới báo, hằng hà sa số lâu cát báo đẹp vô biên sắc tướng. Trăm ngàn ức Na Do Tha thành Liên Hoa 10 báo, tứ thiên hạ dưới trần rừng cây báo, bửu diệp mani dùng làm lưới, có hằng hà sa số hương chiên đàn, ngọc mani sáng chói, giang ngôn âm chư Phật. Bất khả thuyết trăm ngàn ức Na Do Tha rào tường bằng châu báo bao quanh khắp nơi để trang nghiêm. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên đại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: Đại địa ở trong thế giới này có hương thủy hải mani đẹp, diệu bửu thanh tịnh trải đáy biển, ở trên kim cang chẳng hư hoại. Hương tạ mani xây thành bờ, châu luân nhật diệm như mây bủa, diệu bửu Liên Hoa làm ánh lạc, nơi nơi trang nghiêm rất thanh tịnh. Nước thơm đựng trong đủ các màu, qua báo xoay văng phóng ánh sáng, tiếng giang chấn động khắp gần xa. Do Phật quay thần nên diễn pháp, thềm bực trang nghiêm đủ chất báo, lại dùng mani để trang sức, lan can bao quanh bằng châu báo, lý báo Liên Hoa như mây bủa, cây báo mani liệt thành hàng, hoa nhụy đua nở sáng rực rỡ, các thứ tiếng nhạc luôn hòa tấu. Thần thông của Phật khiến như vậy, hương diệm chói ngời không tạm dừng. Những bạch Liên Hoa đơm báo đẹp, văn bủa trang nghiêm biển nước thơm, quảng đại viên mãn đều đầy khắp, tràng báo minh châu thường sáng rực, y đẹp rủ thòng để nghiêm sức, lưới linh như ý diễn pháp âm, khiến người nghe tiếng hướng Phật trí. Liên Hoa diệu bửu làm thành quách, những mani màu trang nghiêm đẹp, chân châu như mây văng bốn phương. Như vậy trang nghiêm biển hương thủy, rào tường bao quanh đều khắp vòng, lâu cát dọc nhau văng trên đó, vô lượng tia sáng thường chói rực, nhiều thứ trang nghiêm biển thanh tịnh. Tỳ Lô Như Lai thuở xa xưa, tất cả sát hải đều nghiêm tịnh. Như vậy rộng lớn vô lượng biên, đều là Như Lai tự tại lực. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử, mỗi biển hương thủy đều có tứ thiên hạ di trần số sông hương thủy chảy dọc bên hữu. Tất cả con sông này đều dùng kim cang làm bờ, tịnh quang mani dùng để trang nghiêm, thường hiện mây sáng màu báo đẹp của chư Phật và những ôn âm của các chúng sanh. Những chỗ nước xoáy trong các sông ấy hiện ra hình tướng tất cả công hạnh của chư Phật đã tu tập, lưới văng bằng mani, treo linh và lạc báo. Những sự trang nghiêm của các thế giới hải đều hiện trong lưới đó, mây báo mani trùm trên đó. Mây này khắp hiện sự thần thông của Đức Tỳ Lô Giá Na, thập phương quá Phật và tất cả chư Phật, lại vang ra tiếng di diệu xưng dương danh hiệu của tam thế chư Phật và chư Bồ Tát. Trong hương thủy đó thường xuất sanh tất cả bửu diệm, mây sáng nối luôn chẳng dứt. Nếu nói rộng ra, thời mỗi con sông đều có thế giới hải ghi trần số sự trang nghiêm. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa quay lực của Phật quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: Dòng nước thơm trong đầy cả sông, kim cang diệu bửu làm bờ bực, mạc báo làm luân trải đáy sông, những thứ nghiêm sức đều báo đẹp, thềm báo liệt hàng đẹp trang nghiêm, lan can bao dòng rất tráng lệ, chân châu làm tạng những hoa đẹp, những tràng chuỗi ngọc đồng rủ xuống, nước thơm sáng báo màu thanh tịnh, thường tu mani dòng chảy xiết, các hoa theo sóng đều đồng giao, đồng tấu nhạc âm tuyên diệu pháp, bột mịn chiên đàn làm bùng động, tất cả diệu bửu đồng xoáy khoáng, hương tạng ngào ngạt đầy mặt nước, phát sáng tuôn thơm khắp mọi nơi. Trong sông xuất sanh những diệu bửu đều phóng quang minh màu chói rực, quang minh ảnh hiện thành đài tòa, lộng báo chuỗi ngọc đều đầy đủ. Trong ba ni dương hiện thân Phật, quang minh chiếu khắp mười phương cõi, dùng đây làm luân đẹp mặt đất, nước thơm chói suốt thường đầy khắp, mani làm lưới vàng làm lạc, trùm khắp hương hà diễn tiếng Phật, tuyên đủ tất cả đạo Bồ Đề. Cùng với hạnh Phổ Hiền di diệu, bờ báo mani rất thanh tịnh, thường gian tiếng nói bổn nguyện Phật,
tất cả chư Phật xưa tu hành, tiếng gian diễn nói đều nghe được. Trong sông những chỗ nước xoáy khoáng, Bồ Tát như mây thường hiện ra. Những quốc độ lớn đều qua đến, nhận đến pháp giới đều đầy khắp. Châu dương thanh tịnh bủa như mây, tất cả hương hà đều che khắp. Chân kia đồng Phật tướng bạch hào, sáng rỡ hiển hiện bóng chư Phật. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, hai bên bờ đất của những sông hương thủy này đều trang nghiêm bằng những diệu bảo, mỗi mỗi đều có tứ thiên hạ như trần số những báo trang nghiêm. Bạch liên qua khắp các nơi, mỗi nơi đều có tứ thiên hạ ghi trần số rừng cây báo hàng lối thứ tự. Trong mỗi mỗi cây tường tuôn ra những mây đẹp, mani bửu dương chiếu sáng trong đó, các thứ hoa thơm đầy trên cây. Những cây báo ấy lại vang ra tiếng di diệu diện nói đại nguyện của chư Phật đã tu hành trong nhiều kiếp, lại rưới các thứ mani bửu dương đầy khắp mặt đất. Những là liên hoa luân mani bửu dương, hương diệm quan dân mani bửu dương, chủng chủng nghiêm sức mani bửu dương, hiện bất tư nghị trang nghiêm sắc mani bửu dương, nhật quang minh y tạng mani bửu dương, châu biển thập phương phổ thùy bố quang võng dân mani bửu dương, hiện nhất thiết chư Phật thần biến mani bửu dương, hiện chúng sanh nghiệp báo hải mani bửu dương, có thế giới hải di trần số mani bửu dương như vậy. Hai bên bờ tất của những sông hương thủy đều có đủ những sự trang nghiêm như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: đất kia bình thân rất thanh tịnh, chân kim mani đồng nghiêm sức, cây báo thẳng hàng che trong đó, cao dọi buông nhành rợp như mây, nhánh lá toàn bằng báo trang nghiêm, qua nở phóng quang chiếu bốn phía, trái bằng mani như mây văng, khiến khắp mười phương thường hiện thấy. Mani trải đất đều đầy khắp, bột báo màu đẹp đồng trang nghiêm, lại dùng mani làm cung điện, đều hiện tượng hình của chúng sanh. Châu mani dương hiện ảnh Phật, khắp trên mặt đất đều rải khắp, như vậy sáng chói khắp mười phương. Trong mỗi di trần đều thấy Phật, diệu bửu trang nghiêm khéo chia văn, lưới đèn chân châu xen lẫn nhau, nơi nơi đều có mani luân. Mỗi châu hiện thần thông của Phật, châu bảo trang nghiêm phóng sáng lớn, trong tia sáng đó hiện quá Phật, nơi nơi chốn chốn đều cùng khắp. Đều dùng thập lực khai diễn rộng, mani diệu bửu bạch liên hoa, trong tất cả sông đều mọc khắp, hoa sen nhiều loại chẳng đồng nhau, đều hiện quang minh không dứt hết những sự trang nghiêm trong ba thuở. Trong trái mani đều hiển hiện thể tánh vô sanh bất khả thủ, đây là Như Lai tự tài lực. Tất cả trang nghiêm mặt đất này đều hiện Như Lai thân quảng đại, kia cũng chẳng đến cũng chẳng đi. Phật xưa nguyện lực đều khiến thấy trong mỗi di trần mặt đất này, tất cả Phật tử đương hành đạo đều thấy cõi mình được thọ ký, tùy theo ý nguyện đều thanh tịnh. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, thế giới hải trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn đều bất tư nghị. Vì sao vậy? Này chư Phật tử, tất cả cảnh giới của qua tạng thế giới hải này, mỗi mỗi đều dùng thế giới hải di trần số công đức thanh tịnh để trang nghiêm. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: tất cả chỗ trong sát hải này đều trang sức với nhiều thứ báo, phát sáng trên không bủa như mây, quang minh rộng suốt thường văng đầy, mani tuôn mây không cùng tận, ánh Phật mười phương hiện trong đó, thần thông biến hóa chẳng tạm dừng. Tất cả Bồ Tát đồng dân tập những ngọc mani diễn Phật âm, tiếng Phật mỹ diệu bất tư nghị. Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành, trong bảo châu này luôn nghe thấy quang minh thanh tịnh đấng biến tri. Trong đồ trang nghiêm đều hiện bóng biến hóa phân thân chúng dây quanh. Tất cả sắc hải đều cùng khắp, tất cả quá Phật đều dư quyển, tìm chỗ đến kia đều chẳng được, bởi sức quay thần cảnh giới Phật. Trong tất cả cõi hiện như vậy, thần thông tự tại của Như Lai đều khắp mười phương các quốc độ. Trong sự trang nghiêm của cõi này, nơi các vũ châu đều hiện rõ những sự biến hóa ở mười phương, tất cả đều như ảnh trong gương, chỉ do Như Lai xưa tu hành thần thông nguyện lực cấu tạo được. Nếu Phật tử tu hành Phổ Hiền vào biển thắng trí của Bồ Tát, có thể nơi trong các di trần khắp hiện thân mình tịnh quốc độ, bất khả tư nghị ức đại kiếp,
gần gũi tất cả chư Như Lai. Tất cả công hạnh đã tu hành trong một sát na đều hiện được chư Phật quốc độ như hư không, vô đẳng, vô sanh và vô tướng, vì lợi chúng sanh mà trang nghiêm, vì bổ nguyện nên trụ trong đó. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, nay tôi sẽ nói trong đây có những thế giới nào an trụ. Chư Phật tử, trong 10 bất khả thuyết Phật sát di trần số hương thủy hải này, có 10 bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới chủng an trụ. Mỗi thế giới chủng lại có 10 bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới. Chư Phật tử, ở trong thế giới hải, các thế giới chủng kia đều riêng nương ở, đều riêng hình trạng, đều riêng thể tánh, đều riêng phương sở, đều riêng thu nhập, đều riêng trang nghiêm, đều riêng chừng ngặn, đều riêng bày hàng, đều riêng vô sai biệt, đều riêng năng lực giá trị. Chư Phật tử, các thế giới chủng này hoặc có nương Đại Liên Hoa Hải mà an trụ, hoặc có nương Vô Biên Sắc Bửu Hoa Hải mà an trụ, hoặc có nương Nhất Thiết Chân Châu Tạng Bửu Anh Lạc Hải mà an trụ, hoặc có nương Hương Thủy Hải mà an trụ, hoặc có nương Nhất Thiết Hoa Hải mà an trụ, hoặc có nương Mani Vũ Võng Hải mà an trụ, hoặc có nương Triền Lưu Quang Hải mà an trụ, hoặc có nương Bồ Tát Bửu Trang Nghiêm Quang Hải mà an trụ, hoặc có nương Chủng Chủng Chúng Sanh Thân Hải mà an trụ, hoặc có nương Nhất Thiết Phật Âm Thinh Mani Dương Hải mà an trụ. Có thế giới hải di trần số sự an trụ như vậy. Chư Phật tử, tất cả thế giới chủng đó hình trạng đều khác nhau, hoặc hình núi tu di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục xe, hoặc hình lễ đàn, hoặc hình rừng cây, hoặc hình lầu gác, hoặc hình sơn tràng, hoặc hình vuông gốc, hoặc hình hoa sen, hoặc hình thai tạng, hoặc hình khư lạc ca, hoặc hình thân chúng sanh, hoặc hình mây, hoặc hình tướng hảo của Phật, hoặc hình quang minh viên mãn, hoặc hình lưới chân châu, hoặc hình ngạch cửa, hoặc hình đồ trang nghiêm. Có thế giới hải di trần số hình trạng như vậy. Chư Phật tử, những thế giới chủng đó hoặc dùng thập phương mani dân làm thể, hoặc dùng những ánh lửa màu làm thể, hoặc dùng quang minh làm thể, hoặc dùng lửa báo thơm làm thể, hoặc dùng tất cả báo trang nghiêm làm thể, hoặc dùng ảnh tượng Bồ Tát làm thể, hoặc dùng quang minh chư Phật làm thể, hoặc dùng sắc tướng của Phật làm thể, hoặc dùng một bửu quang làm thể, hoặc dùng nhiều bửu quang làm thể, hoặc dùng thinh âm biển phước đức của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm những nghiệp hải của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm thanh tịnh cảnh giới của tất cả chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm đại nguyện hải của tất cả Bồ Tát làm thể, hoặc dùng thinh âm phương tiện của tất cả Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm độ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể, hoặc dùng thinh âm biến hóa của chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm của vô biên Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm thiện của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm thanh tịnh biển công đức của tất cả Phật làm thể. Có thế giới di trần số thể tánh như vậy. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, tựa thần lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: sát chủng kiên cố diệu trang nghiêm, quảng đại thanh tịnh quang minh tạng, an trụ nơi bửu hải liên hoa, hoặc an trụ nơi hương thủy hải, hình tu di thành cây lễ đàn, tất cả sát chủng khắp mười phương, các loại trang nghiêm hình chẳng đồng, đều riêng bổ văn mà an trụ, hoặc thể tánh là tịnh quang minh, hoặc là hoa tạng và bửu văn, hoặc do những ánh lửa cấu thành, an trụ mani tạng bất hoại, mây đèn màu lửa quang minh thảy, nhiều loại vô biên màu thanh tịnh, hoặc dùng ngôn âm để làm thể, là tiếng bất tư nghị của Phật, hoặc do nguyện lực gian ra tiếng, thần biến âm thinh làm thể tánh, phước nghiệp rộng lớn của chúng sanh. Công đức âm của Phật cũng vậy, sát chủng mỗi môn đều sai khác, chẳng thể nghĩ bàn vô cùng tận. Mười phương như vậy đều cùng khắp, quảng đại trang nghiêm hiện thần lực, những cõi rộng lớn ở mười phương đều hiện vào trong thế giới này. Dầu thấy mười phương hiện trong đây mà thiệt không vào cũng không đến, đem một sát chủng vào tất cả, tất cả vào một cũng không thừa. Thể tướng như cũ không đổi dời, vô đẳng vô lượng đều cùng khắp, trong di trần của tất cả cõi đều thấy Như Lai hiện trong đó. Nguyện hải ngôn âm như sấm vang, tất cả chúng sanh đồng điều phục, Phật thân cùng khắp tất cả cõi, vô số Bồ Tát đều đầy khắp, Như Lai tự tại không ai bằng, quá độ tất cả các hàm thức.
Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, mười bất khả thuyết Phật sát di trần số hương thủy hải này ở trong Hoa Tạng thế giới hải giăng bày như lưới báo của thiên đế. Chư Phật tử, hương thủy hải ở trung ương tên Vô Biên Diệu Hoa Quang, đáy biển là Tràng Mani Dương hiện tất cả hình Bồ Tát, xuất sanh một đài liên hoa tên Nhất Thiết Hương Mani Trang Nghiêm. Trên đó có thế giới chủng tên Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bửu Quang Minh, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể. Trong đây có bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới. Phương dưới tất cả có thế giới tên Tối Thắng Quang Biến Chiếu, dùng kim cang trang nghiêm Quang Diệu Luân làm tế, nương Bửu Mani Hoa mà trụ, trạng như hình Mani Bửu, mây Bửu Hoa trang nghiêm giăng trùm trên đó. Trong đây có một Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Tinh Nhãn Ly Cấu Đăng. Qua khỏi Phật sát di trần số thế giới về thượng phương, có thế giới tên Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm tế, nương Bửu Liên Hoa Võng mà trụ, trạng như tòa sư tử, mây Bửu Sắc Châu che trùm. Hai Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Sư Tử Quang Thắng Chiếu. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, dùng hương phong luân làm tế, nương Bửu Hoa Anh Lạc mà trụ, hình tám góc, mây Mani Nhật Luân giăng che. Ba Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Tịnh Quang Trí Thắng Tràng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm, dùng Bửu Dương làm tế, nương biển Kim Cang Thi La Tràng mà trụ, hình như Liên Hoa Mani, mây Kim Cang Mani Bửu Quang che giăng. Bốn Phật sát di trần số thế giới bao quanh đều thuần thanh tịnh, Phật hiệu Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện xuất hiện. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, dùng Bửu Linh Trang Nghiêm Võng làm tế, nương biển Thọ Lâm Trang Nghiêm Bửu Luân Võng mà trụ, hình khắp vuông dứt mà có nhiều góc cạnh, mây Phạm Âm Mani Dương che giăng. Năm Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Hương Quang Hỷ Lực Hải. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Diệu Quang Minh, dùng Tràng Bửu Dương Trang Nghiêm làm tế, nương biển Kim Cang Cung Điện mà trụ, hình vuông, mây Mani Luân kế trướng giăng che. Sáu Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Phổ Quang Tự Tại Tràng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Hoa Diệm Trang Nghiêm, dùng hoa trang nghiêm làm tế, nương biển Bửu Sắc Diệm mà trụ, hình như lầu cát, mây Bửu Sắc Y Chân Châu Lan Thuận giăng che. Bảy Phật sát di trần số thế giới bao quanh thuần thanh tịnh, Phật hiệu Quang Hỷ Hải Công Đức, danh xưng Tự Tại Quang. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Sanh Quay Lực Địa, dùng Xuất Nhất Thiết Thinh Mani Dương Trang Nghiêm làm tế, nương biển Bửu Sắc Liên Hoa Tòa Hư Không mà trụ, hình như lưới Nhân Đà La, mây Vô Biên Sắc Hoa Võng giăng che. Tám Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Quảng Đại Danh Xưng Trí Hải Tràng. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Diệu Âm Thinh, dùng Tâm Dân Mani Trang Nghiêm làm tế, nương biển Mani Dương Hằng Xuất Hiệu Âm Thinh Trang Nghiêm Dân mà trụ, hình như thân Phạm Thiên, mây tòa sư tử Vô Lượng Bửu Trang Nghiêm giăng che. Chính Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Thanh Tịnh Nguyện Quang Minh Tướng Vô Năng Tối Phục. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Kim Cang Tràng, dùng Vô Biên Trang Nghiêm Chân Châu Tạng Bửu Anh Lạc làm tế, nương biển Trang Nghiêm Bửu Sư Tử Tòa Mani mà trụ, hình tròn, mười tu di sơn di trần số mây Mani Hoa Hương giăng che. Mười Phật sát di trần số thế giới bao quanh thuần thanh tịnh, Phật hiệu Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Dương. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bửu Quang Minh, dùng kim cang trang nghiêm làm tế, nương biển Chủng Chủng Thù Dị Hoa mà trụ, hình bá nguyệt, mây thiên bụt trướng giăng che. 11 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Lượng Công Đức Pháp. Trên đó quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Quang Minh Chiếu Diệu, dùng Phổ Quang Trang Nghiêm làm tế, nương biển Hoa Triền Hương Thủy mà trụ, hình như hoa triền, nhiều thứ y dân giăng che. 12 Phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Siêu Thích Phạm. Trên đó
quá phần xác đi trần số thế giới. Có thế giới tên Ta Bà, dùng kim cang trang nghiêm làm tế, nương Liên Hoa Võng do Phong Luân nhiếp trì mà trụ, hình như hư không, dùng mấy thiên cung điện trang nghiêm giăng che. 13 phần xác di trần số thế giới bao quanh, Phật chính là Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Trên đó, quá phần xác di trần số thế giới, có thế giới tên Tịch Tịnh Đi Trần Quang, dùng bửu trang nghiêm làm tế, nương biển chủng chủng bửu y mà trụ, trạng như hình chấp kim cang, mây vô biên sắc kim cang giăng che. 14 phần xác di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Biến Pháp Giới Thắng Âm. Trên đó, quá Phật xác di trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Diệu Quang Minh Đăng, dùng trướng trang nghiêm làm tế, nương biển Tịnh Hoa Võng mà trụ, hình như chữ vàng, mây mani thọ hương thủy hải giăng che. 15 phần xác di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Đăng. Trên đó, quá Phật xác di trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu, dùng vô tận bửu dương mani dương làm tế, nương biển chủng chủng hương diệm liên hoa mà trụ, hình như quy giáp, mây mani luân kiên đàn giăng che. 16 phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn. Trên đó, quá phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Kim Tạng, dùng chúng sanh hình mani dương làm tế, nương biển Quang Minh Tạng mani dương mà trụ, hình tám góc, dùng lưới Luân Di Sơn bửu trang nghiêm qua thọ giăng che. 17 phật sát di trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương. Trên đó, quá Phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Ly Trần, dùng diệu tướng trang nghiêm làm tế, nương biển chúng diệu qua sư tử tòa mà trụ, hình như chuỗi ngọc, dùng mây mani dương viên quang giăng che. 18 phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng. Trên đó, quá phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, dùng xuất vô tận bửu dân mani dương làm tế, nương biển vô lượng sắc hương diệm Tu Di Sơn mà trụ, hình như bửu hoa xoay nở, mây vô biên sắc quang minh mani dương đế thanh giang che. 19 phật sát di trần thế giới bao quanh, Phật hiệu Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang. Trên đó, quá phật sát di trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Bửu Diệm, dùng phổ quang minh nhật nguyệt bửu làm tế, nương biển thiên hình mani dương mà trụ, trạng như đầu bửu trang nghiêm, mây bửu y tràng và lưới mani đăng tạng giăng che. 20 phật sát di trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Phước Đức Tướng Quang Minh. Chư Phật tử, thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bửu quang minh này có bất khả thuyết phật sát di trần số thế giới rộng lớn như vậy. Điều riêng y trụ, đều riêng hình trạng, đều riêng thể tánh, đều riêng phương diện, đều riêng thu nhập, đều riêng trang nghiêm, đều riêng chừng ngằng, đều riêng hàng liệt, đều riêng vô sai biệt, đều riêng sức giá trị, giáp dòng bao quanh, chính là 10 phật sát di trần số thế giới hình xoay chuyển, 10 phật sát di trần số thế giới hình giang hạ, 10 phật sát di trần số thế giới hình nước xoáy, 10 phật sát di trần số thế giới hình trục xe, 10 phật sát di trần số thế giới hình lễ đàn, 10 phật sát di trần số thế giới hình rừng cây, 10 phật sát di trần số thế giới hình nhà lầu, 10 phật sát di trần số thế giới hình tràng phi la, 10 phật sát di trần số thế giới hình khắp vuông, 10 phật sát di trần số thế giới hình thái tạng, 10 phật sát di trần số thế giới hình liên hoa, 10 phật sát di trần số thế giới hình khư lạc ca, 10 phật sát di trần số thế giới hình các loại chúng sanh, 10 phật sát di trần số thế giới hình phật tướng, 10 phật sát di trần số thế giới hình viên quang, 10 phật sát di trần số thế giới hình mây, 10 phật sát di trần số thế giới hình lưới, 10 phật sát di trần số thế giới hình ngạch cửa. Có bất khả thuyết phật sát di trần số thế giới như vậy. Mỗi thế giới này đều có 10 phật sát di trần số thế giới rộng lớn bao quanh. Mỗi thế giới sau đây lại có di trần số thế giới làm quyến thuộc. Tất cả thế giới đã thuyết trình trên đây đều ở nơi biển vô biên diệu hoa hương thủy và trong sông hương thủy bao quanh biển này.